Aspartame được sử dụng trong các sản phẩm từ nước ngọt ăn kiêng Coca-Cola đến kẹo cao su Mars Extra và một số đồ uống Snapple sẽ lần đầu tiên được liệt vào danh sách có thể gây ung thư cho con người vào tháng 7 bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC, nhánh nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Phán quyết của IARC được hoàn thiện vào đầu tháng này sau cuộc họp của các chuyên gia bên ngoài của nhóm nhằm đánh giá liệu một thứ gì đó có phải là mối nguy tiềm ẩn hay không dựa trên tất cả các bằng chứng đã công bố. Nó không tính đến lượng sản phẩm mà một người có thể tiêu thụ một cách an toàn. Lời khuyên này dành cho các cá nhân đến từ một ủy ban chuyên gia riêng biệt của WHO về phụ gia thực phẩm, được gọi là JECFA, ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp, cùng với các quyết định từ các cơ quan quản lý quốc gia. Tuy nhiên, các phán quyết tương tự của IARC trước đây đối với các chất khác nhau đã khiến người tiêu dùng lo ngại về việc sử dụng chúng, dẫn đến các vụ kiện và gây áp lực, buộc các nhà sản xuất phải tạo lại công thức và đổi sang các chất thay thế. Điều đó đã dẫn đến những lời chỉ trích rằng các đánh giá của IARC có thể gây nhầm lẫn cho công chúng. JECFA, ủy ban phụ gia của WHO, cũng đang xem xét việc sử dụng aspartame trong năm nay. Cuộc họp của họ bắt đầu vào cuối tháng 6 và dự kiến sẽ công bố những phát hiện vào cùng ngày mà IARC công bố quyết định của mình 14 tháng 7. Kể từ năm 1981, JECFA đã cho biết aspartame an toàn để tiêu thụ trong giới hạn hàng ngày được chấp nhận. Ví dụ, một người trưởng thành nặng 60kg, 132 pound sẽ phải uống từ 12 đến 36 lon soda ăn kiêng tùy thuộc vào lượng aspartame trong đồ uống mỗi ngày mới có nguy cơ mắc bệnh. Quan điểm của họ đã được chia sẻ rộng rãi bởi các cơ quan quản lý quốc gia, bao gồm cả ở Hoa Kỳ và châu Âu. Người phát ngôn của IARC cho biết cả phát hiện của Ủy ban IARC và JECFA đều được giữ bí mật cho đến tháng 7, nhưng nói thêm rằng chúng là bổ sung với kết luận của IARC đại diện cho bước cơ bản đầu tiên để hiểu về khả năng gây ung thư. Ủy ban phụ gia tiến hành đánh giá rủi ro, xác định khả năng xảy ra một loại tác hại cụ thể, ví dụ ung thư, trong các điều kiện và mức độ phơi nhiễm nhất định. Tuy nhiên, ngành công nghiệp và các cơ quan quản lý lo ngại rằng việc tổ chức cả hai quy trình cùng một lúc có thể gây nhầm lẫn, theo thư từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Nhật Bản mà Reuters có được. Nozomi Tomita, một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đã viết trong một bức thư ngày 27 tháng 3 gửi cho phó giám đốc của WHO: "Chúng tôi đề nghị cả hai cơ quan phối hợp nỗ lực trong việc xem xét aspartame để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc lo ngại nào trong công chúng." Bức thư cũng kêu gọi đưa ra kết luận của cả hai cơ quan trong cùng một ngày, như hiện đang diễn ra. Phái bộ Nhật Bản tại Geneva, nơi đặt trụ sở của WHO, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Các phán quyết của IARC có thể có tác động rất lớn. Vào năm 2015, ủy ban của họ đã kết luận rằng glyphosate có thể gây ung thư. Nhiều năm sau, ngay cả khi các cơ quan khác như Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, EFSA, phản đối điều này, các công ty vẫn cảm thấy ảnh hưởng của quyết định này. Bayer của Đức vào năm 2021 đã thua trong lần kháng cáo thứ 3 đối với các phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ, tuyên bố bồi thường thiệt hại cho những khách hàng đổ lỗi cho bệnh ung thư của họ là do sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa glyphosate. Các quyết định của IARC cũng vấp phải sự chỉ trích vì đã gây ra cảnh báo không cần thiết về các chất hoặc tình huống khó tránh khỏi. Nó có 4 mức độ phân loại khác nhau gây ung thư, có thể gây ung thư, có lẽ gây ung thư và không phân loại được. Các mức độ dựa trên sức mạnh của bằng chứng thay vì mức độ nguy hiểm của một chất. Nhóm đầu tiên bao gồm các chất từ thịt chế biến đến amiang, tất cả đều có bằng chứng thuyết phục cho thấy chúng gây ung thư, IARC cho biết. Làm việc qua đêm và tiêu thụ thịt đỏ thuộc nhóm có thể xảy ra, có nghĩa là có ít bằng chứng về những chất hoặc tình huống này có thể gây ung thư ở người và bằng chứng tốt hơn, cho thấy chúng gây ung thư ở động vật hoặc bằng chứng mạnh mẽ, cho thấy chúng có đặc điểm tương tự như các chất gây ung thư khác ở người. Trường điện từ tần số vô tuyến liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động có thể gây ung thư. Giống như aspartame, điều này có nghĩa là có bằng chứng hạn chế về việc chúng có thể gây ung thư ở người, bằng chứng đầy đủ ở động vật hoặc bằng chứng mạnh mẽ về các đặc tính. Nhóm cuối cùng, không phân loại được, nghĩa là không đủ bằng chứng. Aspartame đã được nghiên cứu rộng rãi trong nhiều năm. Năm ngoái, một nghiên cứu quan sát ở Pháp, trên 100.000 người trưởng thành cho thấy, những người tiêu thụ một lượng lớn chất làm ngọt nhân tạo bao gồm cả aspartame có nguy cơ mắc ung thư cao hơn một chút. Nó theo sau một nghiên cứu từ Viện Ramazzini ở Ý vào đầu những năm 2000, báo cáo rằng một số bệnh ung thư ở chuột nhắt và chuột cống có liên quan đến aspartame. Tuy nhiên, nghiên cứu đầu tiên không thể chứng minh rằng aspartame làm tăng nguy cơ ung thư và các câu hỏi đã được đặt ra về phương pháp của nghiên cứu thứ hai, bao gồm cả EFSA, đã đánh giá nó. Aspartame được phép sử dụng trên toàn cầu bởi các cơ quan quản lý đã xem xét tất cả các bằng chứng hiện có và các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn đã bảo vệ việc sử dụng thành phần này trong nhiều thập kỷ. IARC cho biết họ đã đánh giá 1.300 nghiên cứu trong đợt đánh giá hồi tháng 6. Những điều chỉnh công thức gần đây của gã khổng lồ nước giải khát PepsiCo cho thấy sự khó khăn của ngành
khi cân bằng sở thích hương vị với các mối quan tâm về sức khỏe. PepsiCo đã loại bỏ aspartame khỏi nước ngọt vào năm 2015, đưa nó trở lại một năm sau đó, và loại bỏ nó một lần nữa vào năm 2020. Các nguồn tin thân cận với IARC cho biết việc liệt kê aspartame là chất có thể gây ung thư nhằm thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn. Điều này sẽ giúp các cơ quan, người tiêu dùng và nhà sản xuất đưa ra kết luận chắc chắn hơn. Nhưng nó cũng có thể sẽ một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh luận về vai trò của IARC, cũng như sự an toàn của chất tạo ngọt nói chung. Tháng trước, WHO đã công bố hướng dẫn khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng chất tạo ngọt không đường để kiểm soát cân nặng. Các hướng dẫn đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, họ cho rằng chúng có thể hữu ích cho những người tiêu dùng muốn giảm lượng đường trong chế độ ăn uống của họ. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.